Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lập trình thật kỳ diệu và mình là Tiệp trong series JavaScript sâu sắc. Trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số cái unary operator khác như là type, void hay là delete. Để bắt đầu chúng ta sẽ dùng một project rất là simple như những lần trước. Project của chúng ta chỉ có hai file, file index.html và file app. Sau đó thì chúng ta sẽ mở trên trình duyệt. Ở trình duyệt mình sẽ hiển thị console cho các bạn nhìn thấy kết quả. Đầu tiên là về toán tử là type. Thì type để làm gì? Tài hợp để cho chúng ta kiểm tra cái kiểu dữ liệu của một cái object hay của một biến. Nó có thể trả về cho chúng ta các kiểu dữ liệu như là boolean, number, undefined, null hay là object. Ví dụ mình có một cái biến kiểu string constant str bằng tiệp vào đây chẳng hạn. Và bên dưới chúng ta có thể console.log type của str thì chúng ta sẽ nhìn thấy được kết quả. Nó sẽ trả về string như này, hay là chúng ta có type của 100 như này chẳng hạn, chúng ta sẽ có được kết quả là number. Đối với type như này thì có một số trường hợp nó sẽ hơi confuse trong developer. Ví dụ type của null thì nó sẽ ra bằng object, nên trong nhiều trường hợp các bạn muốn check nó có phải là object hay không thì các bạn phải kiểm tra hai điều kiện: type của biến đấy nó phải là object và thứ hai nữa là nó sẽ phải khác null. Chúng ta có thể dùng type này ở trong những trường hợp nào? Chẳng nhẽ là cứ check chơi chơi như này thôi à? Thì câu trả lời của mình đó là các bạn sẽ nhớ lại cái bài học về việc là sử dụng hai dấu bằng và ba dấu bằng. Trong bài học đấy chúng ta có nói rằng là khi chúng ta kiểm tra thì nó có thể tính ra một kết quả nào đó. Mình sẽ ví dụ với trường hợp if như này, và chúng ta có một cái biến nào đó, ví dụ như biến constant value của chúng ta, giả sử như nó sẽ bằng với một cái object như này. Và trong trường hợp mà các bạn thực hiện việc compare, giả sử các bạn tính toán rất là dài rồi, ở dưới đây các bạn muốn compare nó có bằng với string một hay không thì các bạn làm gì đấy. Ok, và trong trường hợp này chúng ta sẽ console.log do something with string one, và trong trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ else console.log, và đây chúng ta sẽ là do nothing, giả sử thế. Nhưng mà khi các bạn chạy cái đoạn code này, các bạn sẽ nhìn thấy đó là do value ở đây nó compare hai dấu bằng và nó sẽ thực hiện việc là convert dữ liệu của hai bên về giống giống nhau để nó làm việc. Các bạn có thể quay lại một bài học hôm trước để cho các bạn tìm hiểu cái quy luật. Thì khi convert ra thì hai cái vế của hai bên dấu bằng này nó sẽ bằng nhau và nó sẽ fill ở đây. Đây là điều mà chúng ta có thể là không mong muốn. Mình sẽ reload cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là do something with string một. Trong rất nhiều trường hợp thì các bạn có thể dùng như này, kiểm tra type của cái value mà nó có bằng bằng với string hay không, và value bằng 1 thì các bạn sẽ làm gì đó. Rất là đơn giản như này, simple như này thôi, các bạn sẽ có được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Trong khá là nhiều các cái use case, ví dụ các bạn có một cái hàm các bạn được viết và người ta mong muốn là truyền vào một cái gì đó, kiểu dữ liệu là phải là như này, kiểu dữ liệu phải là number, kiểu dữ liệu phải là string hay là làm gì đó, thì nếu như các bạn hoàn toàn có thể dùng cách này để kiểm tra nếu như nó không thấy đúng thì chúng ta có thể báo lỗi để cho người ta chuyển vào đúng hơn, hoặc là chúng ta kiểm tra mà nó khác thì chúng ta có thể convert về. Rất nhiều cái cách để chúng ta khi lập trình chúng ta làm sao đấy để đối mặt với cái việc là code của ta nó bị lỗi. Cái operator tiếp theo của chúng ta tìm hiểu đó là cái operator void. Thì operator void nó là cái gì? Void nó là một cái operator mà nó thực hiện việc là discard toàn bộ cái return value trước đấy của cái phép tính của expression đó, thì nó sẽ discard toàn bộ đi. Giả sử các bạn có cái phép toán mà các bạn muốn đi ra ngoài là console.log của 2 cộng với 5 như này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ expect là nó in ra 7 đúng không, và chúng ta hoàn toàn nhìn thấy kết quả là nó sẽ được in ra 7 như này. Nhưng trong trường hợp mà các bạn không muốn nhận cái kết quả trả về của cái biểu thức này, của cái expression này, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt void vào đằng trước, và lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả về là undefined cho chúng ta. Rất là đơn giản thôi. Có nhiều cái trường hợp mà các bạn sẽ dùng đến void này. Ví dụ có một buổi mình nói về null và undefined thì các bạn cũng biết là undefined nó không phải là keyword trong JavaScript. Và thứ hai nữa là có một số cái tool khi mà bắt đầu code của bạn nó sẽ thực hiện việc thay vì dùng keyword là undefined thì nó sẽ là dùng void không để cho nó có thể tiết kiệm hơn một số ký tự chẳng hạn. Thì khi các bạn thực hiện việc kiểm tra nó có phải là undefined không thì các bạn có thể là if x equal với void không như này. Thì chúng ta sẽ làm gì đó, console.log undefined, giả sử thế, và các bạn hoàn toàn có thể khai báo lên đây là
Lyric thì chúng ta không nói gì thì nó sẽ là undefined. Và khi các bạn chạy thì nó sẽ ra được kết quả như này. Trong khá nhiều trường hợp, ví dụ hàm của các bạn mong muốn kiểm tra cái đầu vào nó có được truyền vào hay không, thì các bạn có thể dùng cái keyword như này, void không, và sẽ compare với cái giá trị của cái parameter được truyền vào. Nếu mà nó void không tức là nó là undefined tức là nó không được truyền vào. Ok, mình sẽ implement một cái hàm useEffect. Hàm này nếu như các bạn nào đã dùng React thì các bạn sẽ khá là quen thuộc. Nhưng mà đây là một hàm rất là simple với cái bản implement của mình. Hàm này nhận vào là một callback. Việc một hàm nhận vào một hàm rồi làm gì đó các thứ thì chúng ta sẽ có một cái video khác để nói chia sâu hơn. Trong cái hàm này chúng ta sẽ gọi cái callback đấy và chúng ta sẽ nhận được kết quả. Và chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà cái kết quả trở về của cái callback sau khi gọi mà nó là undefined hoặc là nó là function thì chúng ta mới cho nó tiếp tục. Còn nếu như mà nó trả về các giá trị khác như kiểu trả về number, boolean, promise hay là linting các thứ gì đó thì đây chúng ta sẽ báo lỗi luôn cho người ta. Giả sử như mình có cái UEFFECT, mình sẽ được gọi như sau: UEFFECT, và chúng ta sẽ chuyển đây một function, và function này không return gì cả thì nó sẽ return về undefined. Hàm này của chúng ta nó sẽ được chạy và nó sẽ báo là continue như này. Trong trường hợp mà cái UEFFECT này của chúng ta mà nó nhận được vào là một cái hàm khá là đặc biệt, đó là arrow function. Phần arrow function mình cũng sẽ có một cái video riêng. Cái UEFFECT của chúng ta lúc này nó sẽ nhận được vào là một cái hàm, mà hàm đấy nó sẽ là một arrow function, và arrow function đấy nó sẽ gọi cái fetch data như này. Fetch data của chúng ta nó sẽ là một async function, và async function này thì nó sẽ trả về promise. Promise mình cũng sẽ có một video sau. Trong trường hợp này thì nó sẽ khác với các kết quả bên trên này chúng ta mong muốn, dẫn đến là lúc này nó sẽ sinh ra một cái báo lỗi như này: callback must return void or return a function. Trong trường hợp này chúng ta return cho nó một cái promise nên là nó sẽ cái báo lỗi. Có cách nào để chúng ta sử dụng nó được nó hay không? Đây là do đặc tính của cú pháp của arrow function, thì khi các bạn viết như này nó sẽ return về cái giá trị của cái expression bên phải đây. Thì có nhiều cách, có một cách đó là chúng ta sẽ chuyển nó thành một cái hàm mà nó không return gì cả như này. Thì về bản chất nó sẽ là một cái hàm giống như này. Cách này cũng ok. Về cách khác thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng đến void operator. Lúc này chúng ta sẽ có void vào đây và nó sẽ discard cái return của cái hàm fetchData này. Và ok, chúng ta cũng được continue như này. Ngoài ra thì nếu như các bạn nào đã từng làm việc với web từ ngày xưa xưa thì các bạn sẽ có thể có cái trò đó là ví dụ như mình sẽ paste hai đoạn code của mình vào đây. Format document. Code của chúng ta nó sẽ như nào? Nếu như chúng ta click vào thẻ A thì mặc định nó sẽ là click vào đấy, nó sẽ navigate đi đâu đó. Chúng ta truyền cái href vào thì nó sẽ navigate đi đâu đó. Thì nếu như bạn nào đã học về HTML CSS thì các bạn sẽ cũng khá là quen thuộc với thẻ A rồi. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta có thể là dùng JavaScript này để cho nó khỏi đi đâu cả. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái void JavaScript void không này được sử dụng khá là nhiều lần ở các cái trang web ngày xưa xưa gì đó. Đó. Thì bây giờ nếu như các bạn click vào đây thì nó sẽ không navigate đi đâu cả, không báo lỗi không gì cả. Hoặc là trong trường hợp ở dòng 23 đến dòng 25 thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể execute cái đoạn JavaScript ngay ở trong cái JavaScript void này luôn. Bởi vì void này nó sẽ đi cắt toàn bộ và nó sẽ cho chúng ta thực hiện một cái đoạn code JavaScript như này. Thì chúng ta sẽ có được kết quả rất là hay ho như này. Chúng ta nhìn thấy là có ba cái ứng dụng khác nhau của thằng void. Thứ nhất đó là chúng ta dùng cái void không để thay cho check và undefined. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có thể void để discard một cái expression nào đó. Và thứ ba nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở trong mấy cái trang web cũ cũ là nó có cái trò void như này. Cái operator cuối cùng mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có thể dùng. Mình thì mình cũng khá là ít dùng cái operator này. Đó là operator để delete một cái property ở trong một object hay là một array. Thì ví dụ mình có một cái object constant obj với username và chúng ta sẽ có cost. Giả sử mình muốn delete một cái property là cost ở trong obj này thì sao? Bây giờ chúng ta thử console.log json stringify của obj. Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả của chúng ta. Bây giờ nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn delete cái property cost kia chẳng hạn thì các bạn có thể là gọi toán từ delete và obj.cost. Sau đó thì khi các bạn console.log thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái property đấy nó đã bị mất đi. Ra kết quả như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ok, đây là cái cách để chúng ta có thể delete một cái property trong một object. Hoặc là đối với array cũng vậy. Chúng ta có constant array của chúng ta nó sẽ là 1, 2, 3 như này. Và chúng ta muốn delete cái phần từ index số 1. Index số 1 nó là phần từ này. Array thì chúng ta sẽ index bắt đầu từ 0. Lúc này các bạn sẽ là console.log array của chúng ta trước. Lúc này nó sẽ in ra cho chúng ta là 1, 2, 3. Rồi, nếu như các bạn muốn delete thì chúng ta thực hiện việc là delete array của index của chúng ta. Nó sẽ là index 1. Sau đấy thì các bạn cũng console.log lại array lần nữa.
các bạn sẽ nhìn thấy là nó có các phần từ ở vị trí số 2 này, tức là index số 1, nó sẽ được đưa vào giá trị là empty. Nếu như lúc này các bạn mà click vào chỗ bên trên này, số 3 này mà các bạn mở nó ra, thì nó sẽ nhìn thấy nó đã bị delete đi, bởi vì lúc này cái biến ARR của chúng ta nó mới được tính toán và nó hiển thị. Nên trong khá nhiều trường hợp các bạn sẽ phải dùng dạng như này để nhìn được kết quả nó chính xác hơn. Và reload thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc đầu của chúng ta là 123, index 0 thì là 1, index 1 thì empty, và index 2 nó là bằng 3, length thì vẫn bằng 3 như này. Tổng kết lại, trong video này chúng ta đã tìm hiểu về toán tử là type để cho chúng ta check về typing của một cái variable nào đấy, một cái object nào đó. Và các bạn có một số cái lưu ý liên quan đến null hay là dùng nó để check typing trước, sau đó compare thì nó sẽ luôn luôn được kết quả cho như chúng ta mong đợi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về toán tử void, thì void nó sẽ discard toàn bộ những cái giá trị được trả về từ cái expression phía bên kia của nó, phía bên phải của nó. Sau đó chúng ta có tìm hiểu qua về cách dùng void không để compare với undefined, hoặc là chúng ta có thể dùng void không để discard cái expression như này, hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy là dùng void không để chúng ta làm việc với cái JavaScript ở trên HTML. Cuối cùng là chúng ta tìm hiểu về toán tử delete để chúng ta delete một property ở trong một cái object hoặc là một phần tử trong một mảng. Đây là các cái operator mà các bạn có thể sử dụng khá là thường xuyên ở trong JavaScript, và hy vọng là các bạn sẽ làm quen được với nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.